Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo thư mục trong Word Giả sử như ở đây, tôi có một file Word Bây giờ tôi sẽ tiến hành là lưu cái file Word này Và thư mục mà tôi sẽ tạo trên Word Thì cách làm cụ thể như sau Đầu tiên á, tôi sẽ vào file này Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào Say ạ Tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào browser Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một hộp thoại có tên là Say Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà bạn muốn lưu file. Giờ sử như ở đây này. Tôi muốn lưu file đĩa ODD thì tôi sẽ chọn vào ODD này. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo một thư mục bằng cách là bấm phải chuột vào. Sau đó chọn vào New. Tiếp theo chọn vào Folder. Thì lúc này á, một thư mục mới nó sẽ được tạo. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là đặt tên cho thư mục này. Ví dụ như đây tôi sẽ đặt tên cho thư mục này là tài liệu hoặc sau đó tôi sẽ bấm Enter Đó như vậy là tôi vừa tạo một thư mục trên Word Bây giờ tôi sẽ tiến hành là bấm vào thư mục này Sau đó ở đây Ở cái mục file name á Tôi sẽ đặt tên cho cái file Word là Bài tập 1 Sau đó tôi sẽ bấm vào Save Đó như vậy là tôi vừa lưu cái file Word này Vào trong thư mục là tài liệu Word ở DD Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tắt cái file này đi sau đó tôi sẽ vào ổ D. Thì lúc này các bạn thấy này, có một thư mục có tên là tài liệu work và trong thư mục này á nó có một file là bài tập 1. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tạo thư mục trong Word. Nếu thấy video hay, hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. cỡ ơn đã theo dõi.